À, chào các bạn, thì mới về con Anker 737 120W ha. Thì mình sẽ review luôn. Mình sẽ tháo ra để review nhanh nha các bạn ha. Cái này nó 2C1A ở dòng Grand Rimer của Anker ha. Nó có hai cổng C, mỗi cổng 100W khi sạc đơn ha. Và khi sạc đôi nó chia rất là thông minh ha. Nó chia từ 100W một cổng 20W cổng C2 nha, hoặc là 80 40 hoặc là tùm lum hết trơn á. Nói chung là 120 là hãng đăng cho nó có thôi, còn bình thường nó sẽ chia thông minh theo cái đầu nhận của thiết bị ha, chứ không phải cố định 120 nha các bạn ha. Cổng A thì nó là 18W thôi. Ok, bây giờ mình sẽ khui nó ha, do nó mới về cho mình cũng hóng quá mình. Tôi cũng hơi tiếc, nhưng mà bán là phải khui siêu bạn, để dán tem chứ không thôi là không biết hàng của shop nào ha. Đó mong bạn mất bạn thông cảm ha, chứ dán không có dán dán tem lên thì không biết hàng của shop nào hết trơn ha. Lúc bảo hành bảo tỏi là mà bực mình lắm. Thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc như vậy ha. Quên, để cho bạn xem phía sau ha. Ok, nó có một cái củ sạc như vậy ha. Để mình để xuống đây. Và một cái đồ để giữ cái chân sạc này. Cái này nó để mình để xin giấy phép để qua bên ha. Cái này để khi mà chúng ta cắm, gọi là cắm hàng dính vô tường á, chúng ta cắm ổ cắm điện tường á thì chúng ta đút vào chúng ta cắm thì nó giữ, còn khi chúng ta cắm ổ cắm như như mình ở đây nè ha. Như mình ở đây à, thì chúng ta sẽ không cần dùng cái này ha. Nó hít ghê lắm à. Hít ghê lắm à. Rất là hít luôn. Rồi, nhân vật chính của chúng ta là đây ha. Một cái củ sạc 120W nhưng mà dùng công nghệ Grand Rimer nhỏ mới nên nó rất là nhỏ và nó kiểm soát nhiệt độ tốt. Sạc cái này nó cũng sạc qua đêm cho các thiết bị á, nó cũng tự nhận dòng để nó làm cho thiết bị nhận nó nhận ít lại, cho nên nó sạc qua đêm rất là an toàn ha. Đây là cái củ của chúng ta rất là đẹp luôn, nhỏ xíu 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 120W. Nó có mã hàng là A 2148 nha các bạn. Cầm rất là chắc tay nha các bạn, cầm rất là chắc tay ha. Này mình bỏ vô A. Đấy. Đây, khi chúng ta muốn gắn tường thì chúng ta đè vô ha, tại mình không đè tại vì sợ nó cũ cái củ sạc. Chúng ta gắn vô gì nè ha, thì nó sẽ lòi chân ra để chúng ta cắm cắm thẳng vô tường gì nè ha. Còn nếu chúng ta cắm ổ cắm để bàn như mình như vậy nè thì chúng ta sẽ không cần dùng cái này, nên cái này tạm thời mình để qua, nó rất là thích nha các bạn ha. À quên, để so sánh với cũ 100W của hai bên luôn ha. Củ này cũng làm mưa làm gió. Củ này thì nó có thể có ổ cắm tường, chúng ta cắm vô đây cũng được ha. So sánh cái kích thước nè, nhỏ hơn ha, nhưng mà cũng không không có nói lên được điều gì, tại vì cái này nó có tích hợp ổ cắm ha. Ok, thì đó là chúng ta đã có cái nhìn sơ khảo ha. Mua về gỡ bê ra nha các bạn ha. Chắc mình sẽ xài củ này. Đẹp quá các bạn ơi, quá trời đẹp rồi. Không thể nào nói diễn tả được bằng lời ha, rất là đẹp luôn, quá đẹp. Khi chúng ta dùng cổng C nào cũng được ha. Nhưng mà chúng ta nhớ là cổng C1 nó có hình laptop á, thì chúng ta khi chúng ta sạc hai cổng á thì cổng C1 sẽ cho công suất cao hơn, cho nên cổng C1 chúng ta nếu sạc hai cổng chúng ta sẽ dùng sạc laptop á, cổng cổng C dưới á, chúng ta sẽ dùng sạc cho những công suất nhỏ hơn cũng như là cái MacBook nhỏ hơn ha, hoặc là cái iPad Pro hoặc là iPhone nó sạc cổng C2 ha, C2 cổng này nè đó. Còn cổng lớn thì nó sẽ có một cái hình logo laptop đẹp nhất nắp ha. Để so sánh với cũ 100W 2C1A nè, cũng của Anker nè, thì
chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn cảnh hơn ha. Cái này thì cái cổng chăm quá thì nó mập hơn nhưng mà ngắn hơn ha. Mà cầm cái củ này lên cầm rất là chắc tay các bạn, cầm là thấy nặng trịch luôn á. Ok thì chúng ta sẽ test thử ha, test thử nó có BBS là loại máy ha. BBS giờ có dòng 3A, dòng 5A, 4A tùm lum á, nhưng mà dòng 5A thì 5A thì sẽ sạc nhà siêu nhanh BBS 2.0 cho Samsung S22 Ultra ha. Các bạn lưu ý S22 Ultra này nó nhận dòng 5A mới lên được full 45W ha. Sorry các bạn, hay nhắn chuẩn bị rớt. Chúng ta sẽ test thử cái cổng C1 trước ha. Cổng C1 nha các bạn. 3.3V đến 11V 3A thì ra gì là gì, nó không có BBS à 2.0 rồi. Nó chỉ 3A thôi. Thì nó sẽ không sạc đủ 45W cho Samsung S22 Ultra. Mình đăng thì đăng nhầm, mình sửa lại thì sợ nó shopping nó duyệt hay lâu á, cho nên ai mà đặt cái cũ này mình sẽ nói là nếu mà sạc Samsung thì nó chỉ sạc 25 đến 30W thôi. Đây mình qua cổng C2 ha. C2 cũng chỉ 3A thôi ha, C2 các bạn ha. Rất là nhỏ gọn luôn, mình không ngờ nó nhỏ gì ha, nó nhỏ chắc bằng cái cũ Yasuo. Ok. Thì thông qua video này thì các bạn nào có xem á thì mình sẽ xin lỗi vì mình đăng là 3.3V đến 11V là 5A. Thì nó chỉ là maximum là 25 đến 30W cho S22 Ultra nha các bạn ha. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ test thử cái nó có chi điện thông minh hay không ha. Mình sẽ test thử nó có chi điện thông minh hay không. Thì trước mắt mình sẽ sạc cổng C1 ha, cho giặc ASAP nút 100W. Mấy cũ này thường mình mua mình chỉ để test thôi chứ mình cũng chả bao giờ xài nữa. Thì thường ở văn phòng thì mình dùng củ sạc không à, ít nào mình dùng pin dự phòng á. Rồi 100W ha. Chúng ta sẽ để trước mặt ở đây ha, chúng ta sẽ để trước mặt ở đây. 100W ha. Bây giờ mình sẽ cắm thêm cái sợi cáp vào để xem nó có chi điện thông minh hay không, để nó chi điện không ha. Đây là sợi cáp Anker Thunderbolt 4.0 của mình ha. Bây giờ mình sẽ cắm vào ha, để mình cầm lên đây cho bạn xem trước ha, rồi mình sẽ cắm vào. Không hề chi điện luôn ha, nó là full luôn. Đây toàn ten, nó không có chi điện ha, nó không có chi điện, nghĩa là cái cũ Anker A 733 này, mình quên tên gọi là gì rồi A2148, nó có chi điện thông minh cho nên khi chúng ta cắm cáp vào công suất vẫn giữ nguyên, không có chia ha. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ sạc MacBook xem nó có bao nhiêu watt ha. Đây cộng cáp mình, để mình cắm thêm cái máy đo dòng vào để mình xem cái nó khi sạc hai thiết bị cùng lúc thì nó nhận bao nhiêu. Do cái MacBook mình cũng hay đầy pin á, MacBook của mình là mình có thói quen là lúc nào cũng cắm sạc nha, mình lúc nào cũng cắm sạc 100% á. Đây ha, đây chúng ta sạc qua hai thiết bị ha. Đây nó là 18.9V 3.2A, thì nó khoảng 6 mấy W á, thì cái này nó chia xuống còn 66W các bạn, nghĩa là nó chia đôi á, 66 mà trừ 10 là 60 á. Tại cái cáp này nó trên là tới 10% cộng lên, là thằng này mà
18.9V cho 19V đi, 19V nhân 3.2 ha, nó cũng gần 5 mấy W á, thì cho là 60 đi ha, nghĩa là nó chia đôi là 120. Trong hãng ghi á, là 120, cho nên bạn an tâm nha, nó không phải là 120 nó cố định, mà tùy vào cái hai cái thiết bị này mình nó sẽ chia điện làm sao cho hai thiết bị này nhận tối đa công suất của nó, cho nó rất thông minh ha, nó rất thông minh. Thì mình thử sạc thêm cái laptop nữa coi. Mình sẽ sạc thêm cái laptop. Cái laptop khác sạc ha. Tại do MacBook mình nó xài nó nuốt pin không có nhiều, cho nên mình sẽ lấy con HP ra ha. Lấy HP ra mình cắm cái này vô HP. Cái này nó vẫn là 66W bạn ha, vẫn là 66W. Con HP là vẫn là 18.9V á, lên 19V rồi, gần 3A, 19V 3A cũng như 57W á, 50 mấy W nè. Dòng thứ hai bên phải nè, bạn thấy không, 49 mấy. Ok, thì đó là khi chúng ta sạc hai thiết bị ha. Khi chúng ta sạc hai thiết bị, giờ mình thử rút ra cho nó tự nhảy lên không nha. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh, mình sẽ rút ra cái này để xem nó nhảy lên hay không ha. Nhảy lên bao lên, nhảy lên không? Đó, bây giờ chúng ta đang sạc một thiết bị á, nó nhảy lên liền ha, nó nâng công suất lên liền. Ok, rất là tuyệt, nhảy lên rất là nhanh ha, nghĩa là nó phân phối điện rất là thông minh. Dòng mới, cái khác biệt của dòng mới là gì á, nó phân chia điện rất là nhanh. Còn khi mà không có cắm thiết bị thì nó không phân chia gì hết. Ok, thì bây giờ mình sẽ sạc bằng cái, mình sạc ba thiết bị cùng lúc đi ha. Bây giờ mình sẽ sạc ba thiết bị cùng lúc để sao nó lên không, nó lên bao nhiêu ha. Sạc thêm một cái iPhone nữa, chết quên nữa, sạc thêm một cái pin sạc dự phòng nữa đi. Khi mà sạc ba thiết bị nó cũng là 120W nha các bạn. Còn khi mà sạc cổng C2 á, cổng giữa với cái A là nó chỉ có 24W thôi. Đây, chúng ta đang sạc ba thiết bị cùng lúc ha. Thì mình nhấn cho YouTube nó chạy thôi, màn hình nó đóng hoài. Đây là chúng ta đang sạc ba thiết bị rồi ha. Sạc rất là đẹp. Chúng ta có thằng này không có sạc nhanh nè. 11W thôi. Thằng này 100W luôn. Hả? Thằng này sẽ nhận ít lại bảo đảm luôn. Nhận rất là thấp luôn, tại khi mà chúng ta cắm ba cổng cùng lúc á thì cái cổng C2 cổng A nó không sạc nhanh, cho nên nó dùng trọn công suất cho thằng này sẽ 100, thằng này 10. Thằng này 10. Bây giờ mình sẽ không thử sạc cái laptop nữa mà mình thử sạc với cái iPhone. Tại khi mà sạc ba thiết bị một lúc á, sạc iPhone nó phù hợp hơn ha. Sạc iPhone nó sẽ phù hợp hơn. Thì mình sẽ đem lại gần một tí. Mình sẽ rút cái cổng C2 này ra. Khi rút cổng C2 này ra, thằng này sạc nhanh nè các bạn. Nó sẽ là 120 nè. Sạc nhanh nè. Thấy không? Đây sẽ là 20, đây sẽ là 100. Để cho chứng minh cho bạn xem nè ha. 100 nè, 20 nè, 20 sạc nhanh đèn xanh. Để mình quay lại đi cho nó thuận đèn ha, nó thuận đèn bạn dễ xem. Đây, lên đèn xanh liền. Đó, rồi bây giờ ok, bây giờ cắm cáp anchor vào thì thằng cổng A nó xong không sạc nhanh nữa, này nó sẽ chuyển thành màu cam đó, bạn để ý nha. Bây giờ mình cắm cái cổng C2 vô nè. Trước mắt là mình cắm cổng C2 mà mình không sạc đi coi. Mình không sạc cho iPhone. Do cái cáp mình có đèn á. Có đèn nó tưởng là đang sạc ha. Nếu mà cái cáp không đèn là khác ha. Ok, bây giờ mình sẽ ghim vào. Các bạn lưu ý nha. Nó chỉ sạc nhanh khi chúng ta sạc C1, C2. Ha. Khi chúng ta sạc
ba cổng cùng một lúc á, thì cổng C1 nó sẽ cho 100W, cổng C2 với cổng A nó sẽ chia nhau ra ha, nó chia nhau ra, nó không có sạc nhanh. Cho nên chúng ta chỉ sạc nhanh cổng C1 hoặc cổng C2. Nếu hai thiết bị cùng một lúc á thì chúng ta xài C1 C2 ha. C1 C2 hoặc là C1 với A thì nó mới sạc nhanh hai thiết bị cùng lúc ha. Còn những C2 với A là các bạn không nên dùng ha. Tại vì nó không sạc nhanh C2 với A, cho nên khi mà chúng ta sạc ba thiết bị cùng lúc á thì nó cũng không sạc nhanh. Chỉ nhận 10W thôi nè ha. Đây vẫn là 100 nè, nó ưu tiên cổng C1 vẫn là 100W ha. Cái này vẫn là 10W, là 10 100 á. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái cổng A ra cho các bạn xem ha. Tháo cổng A ra thì thằng này nó sẽ lên cái chữ PD, nó lên chữ PD. Chữ PD là chữ sạc nhanh á. Bây giờ mình sẽ tháo ra cổng A ra, là tháo cái pin sạc dự phòng remote này ra đó. Ok, đó, quăng qua. Đó, nó chia điện lại ha. Nó sẽ lên nè, hai cái này sẽ cùng lên, bạn xem nè, này sẽ lên 100, này sẽ lên 20. Để mình mở cho nó thấy cái mặt mình cái ha. Đây, nó lên chữ PD liền bạn thấy không? Đó là chúng ta đang xài C1 C2 nè. Đó. Cái này có chia điện thông minh và khẳng định lại là BBS đời 1.0 thôi chứ không phải BBS 2.0 nha các bạn ha. Ở trong Shopee mình đăng là BBS 2.0 á, thì mình sẽ không dám sửa lại tại sửa lại nó duyệt lâu lắm. Trên thông qua video này thì mình cũng sorry các bạn là mình xem thông số trên mạng thì nó nói là 5A nhưng mà 5A nhưng mà thật sự là BBS chỉ có 3A thôi ha. Ok. Các bạn biết làm sao nó cái này nó không lên được 100W không? Tại vì thằng 13 Pro Max này nè. Đó, thằng 13 Pro Max này nó nuốt tới 24W rồi. Cho nên thằng này sẽ thấp hơn 100, nó chia điện rất là thông minh luôn ha. Nghĩa là khi mà sạc hai thiết ba thiết bị cùng lúc á thì thằng iPhone này không có sạc nhanh, cho nên nó chỉ chia cho này 10 thôi. Nó lên thằng này lên 100. Còn khi mà sạc hai C1 C2 á thì nó sẽ sạc tối ưu cho hai thiết bị, nó sẽ quất cho thằng iPhone lên 24W luôn. Thằng này sẽ nhận ít lại xíu ha, để cho hai thiết bị này đều sạc nhanh ở công suất tối đa của nó. À, thằng này một nhận 100 thì nhận 94 ok rồi ha. Còn này nhận 27 thì nó nhận 24 ok luôn ha. Đó, nghĩa là chi điện rất thông minh, là tùy vào cái lượng nuốt pin của hai thiết bị mà nó sẽ phân phối điện tối ưu cho hai thiết bị đó. À, chứ không đóng khung ha. Mấy cái củ sạc khác nhiều khi nó đóng khung, nhưng mà cái này nó không đóng khung. Do 13 Pro Max này nó nhận tới 27 ha. Khi mà hết cạn pin á, mình để cũng khá là nè, các bạn xem nè, mình để cũng khá là hết pin mình mới dám review. Tại vì mình muốn biết là nó sân phối như sao thôi. Đó, nó sân phối là 94 và 25. Ha, 94 và 25. Nó cũng gần 120, nhưng mà nó sẽ không ưu tiên này 100 bằng này 20, tại vì nó phân cho này 20 thì này sẽ bị thiếu. Nói chung là rất ok. Ok, vậy là mình đã review xong rồi đó ha. Review xong cái củ sạc này rồi, rất là nhỏ gọn luôn ha, 120W rất nhỏ gọn, quá đẹp luôn. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong một cái video khác ha. Hàng đã có sẵn á, số lượng về cũng ít thôi, là do mình nói chung là hết tiền hết tiền đi nhập nhiều ha, tại mình nhập nhiều thứ quá. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ha.